Angela Baby cho bay màu mọi bình luận liên quan đến show diễn Lisa công khai đối đầu với cộng đồng mạng. Angela Baby là một trong những nghệ sĩ được cho là có mặt tại hộp đêm người lớn ủng hộ Lisa biểu diễn. Thay vì lên tiếng làm rõ ồn ào, nữ diễn viên tiếp tục có động thái khiến cộng đồng mạng xứ Trung phẫn nộ. Đến nay đã một tuần trôi qua kể từ ngày rộ lên tin đồn, phía Angela Baby vẫn chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn đến câu lạc bộ Crazy Horse Paris Pháp xem em út Blackpink muốn thoát y. Đã không làm rõ được vấn đề, nàng tiểu hoa còn có hành động khiến dân tình dậy sóng. Cụ thể, một số cnet vừa phát hiện vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh đã xóa tất cả những bình luận liên quan đến ồn ào đêm diễn Lisa phía dưới các bài viết trên Weibo cá nhân. Muốn thoát y có đẹp không? Sao cô lại thiếu suy nghĩ như vậy? Đi xem Crazy Horse làm gì? Đều được phía Angela Baby cho bay màu sạch sẽ. Thay vào đó là những bình luận khen ngợi cô nàng xinh đẹp. Chính động thái này một lần nữa thổi bùng cơn thịnh nộ của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng việc xóa bình luận chứng minh phía Angela Baby hoàn toàn nắm được thái độ của công chúng đối với lùm xùm thời gian qua, nhưng nữ diễn viên vẫn chậm chạp đưa ra phản hồi thỏa đáng. Dù nguyên nhân gì đi nữa thì hành động này vẫn khiến công chúng khó lòng chấp nhận. Chưa kể Angela Baby không lên tiếng chừng nào thì cư dân mạng xứ Trung càng soi kỹ chừng ấy. Thậm chí họ còn tìm từng chi tiết nhỏ ở clip nghi vấn để chứng minh nữ diễn viên Vân Trung Ca thực sự có đặt chân đến câu lạc bộ mang tính biểu tượng của Paris Pháp. Kèm với làn sóng phẫn nộ, cư dân mạng quyết gây khó dễ với vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh đến cùng. Điển hình là mới đây, netizen đã thẳng thắn tố nữ diễn viên từng bỏ tiền mua hot search ca ngợi nhan sắc khi đu concert của Blackpink hồi tháng 5 vừa qua. Một số ý kiến nhận định việc Angela Baby đến xem show của Lisa đã vi phạm điều 4 trong 15 điều khoản cấm của quản điện Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, chính là nghiêm cấm nghệ sĩ tổ chức tham gia và quảng bá các hoạt động liên quan đến đồi trụy khiêu dâm cờ bạc. Hơn nữa, theo truyền thông Trung Quốc, biểu diễn tại hộp đêm Paris được coi là một loại hình xét show cao cấp hơn tương tự ở Thái Lan. Crazy Horse đã từng chứng minh mục đích ban đầu của show là thương mại hóa cơ thể phụ nữ, một hành động mà nhiều người cho là không phù hợp với giá trị và thẩm mỹ. Sở dĩ dư luận nước thị dân chỉ trích vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh và các nghệ sĩ khác là vì không giữ hình ảnh và không đối mặt trực tiếp với tranh cãi. Họ cho rằng nghệ sĩ nên làm gương, hướng dẫn giới trẻ xây dựng những giá trị đúng đắn. Chỉ những điều này cũng đủ lý do để phong sát Angela Baby dài hạn. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng bày tỏ quan điểm vì nàng tiểu hoa diễn quá dở nên có phong sát cô thì cũng không phải tiếc bất cứ tác phẩm nào. Do vậy cũng có người cho rằng quyết giữ im lặng chính là điều sáng suốt nhất mà Angela Baby có thể làm lúc này, bởi nếu có xác nhận có đến Crazy Horse thì sẽ thực sự vi phạm quy định và phải đối mặt với hình phạt của quản điện. Còn một mực phủ nhận thì những bằng chứng liên quan sẽ khiến vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh trở thành người gian dối trong mắt khán giả. Tôi hiện tại phải đối diện với nhiều chỉ trích của cộng đồng mạng, nhưng một thời gian sau sự việc sẽ lắng xuống, cô vẫn còn cơ hội hoạt động tại làng giải trí. Không chỉ Angela Baby mà các nghệ sĩ showbiz khác như Trương Gia Nghê, Bạch Lộc và Tôn Thần Thuân cũng bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi sau diễn Lisa. Theo Sina cho biết, nhiều chương trình truyền hình và bộ phim mà họ tham gia đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự phản đối của khán giả. CCTV đã xóa video của Angela Baby và các chương trình truyền hình cũng đang xem xét cấm sóng cô. Angela Baby không ghi hình cho show Keep Running ngày 12 tháng 10 và chương trình chưa thể công bố dàn nghệ sĩ vì lùm xùm của nữ diễn viên. Trước những chi tiết nói trên, nhiều cư dân mạng dự đoán rằng nàng tiểu hoa sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị phong sát ngầm trong thời gian tới.